Chào tất cả anh em nhé. Trung Mosai đã có mặt tại 611 Nguyễn Phục, thành phố Thanh Hóa đây. Đây là một trong những cái địa chỉ mà anh em chúng tôi cũng đã ghé thăm rồi. Thì hôm nay là Trung Mosai và cậu em có ghé thăm và chia sẻ tới tất cả anh em, những người yêu hoa và cây cảnh. Biết là một trong những cái vườn cây mà trước đó là chủ nhân chi ra số tiền cũng rất là lớn, sở hữu những tác phẩm to nhỏ trong vườn. Đặc biệt là hôm nay thì nghe thông tin là anh có nhu cầu chia sẻ một số tác phẩm trong vườn, vì thực ra là cái nhu cầu anh chuẩn bị xây một cái nhà hàng mới nên Trung Mosai cũng có dịp ghé qua để chia sẻ cho tất cả anh em, là nếu bác nào quan tâm mà muốn sở hữu những tác phẩm hàng to cũng như những cái hoa đẹp đấy, những cây cổ, thì một chút nữa thì Trung Mosai cũng sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Một cái chậu này cũng thôi đã ý nghĩa lắm rồi. Cái chậu này của anh tác phẩm để đời đây, chủ nhà vườn tác phẩm để đời cũng đã dựng cái tác phẩm này, một trong những cái chậu đẹp. Quay lại với tác phẩm chính này, đây một trong những cây mà bóng rất là to, hàng già nhé. Với những cái này thì chắc chắn ngày xưa thì các bác biết là nó rất là nhiều tiền rồi, anh chủ anh chi ra một số tiền cũng tương đối là lớn. Nhưng bây giờ thì thực ra là cái nhu cầu để men đường này cũng rất là khó này, vì thực chất ra là ở quê thì có thể là anh em có thể là suy xê được, nhưng đây trung tâm thành phố như này mà có những cây to này, cao khoảng độ 2,5-3 mét đấy, bóng rất là to ấy. Bác nào mà công viên biệt thự cũng như là không gian chơi lý tưởng thì đây là đinh tác phẩm này về. Một chút nữa thì Trung Mosai cũng cho số điện thoại hiện lên trên màn hình. Nghe nói là cây cũng rất là già rồi, có khi vài trăm năm cũng có. Đây, cho anh em xem. Tuổi rất cao rồi, anh chủ nhà thì hôm nay anh ngại. Thì nói là sẽ chia sẻ kết nối cho người nào thực sự hiểu được những giá trị này của những cái tác phẩm trong vườn đấy. Thì anh có ý định giao lưu, chia sẻ tới tất cả anh em. Đây là một trong những không gian này em biết, những cái xe này anh đang có mười mấy cái xe như này, chia sẻ với anh em thì một cái không gian như này mà mở nhà hàng thì chắc chắn là tác phẩm trong này nó nhiều nên không để được. Đây cái không gian bước vào, anh em nào mà lên đến thành phố Thanh Hóa thì cứ đánh vào 61 Nguyễn Phục này, thì là sẽ biết là một vườn cây đang có nhu cầu là thanh lý cũng như chuyển đổi sang mục đích khác. Đây là một cái không gian sau này sẽ là mở một cái nhà hàng tương đối đẹp, khoảng độ 3-4 tầng gì đó, sẽ có cái sự quy hoạch ở trong cái không gian này. Thì đây là một trong những không gian không thể để được những tác phẩm này nữa rồi, nên là anh muốn chia sẻ tác phẩm này. Đầu video thì Trung Mosai cũng chia sẻ rồi, cây này cũng là một cây trực niên chi ngày xưa đây, và bây giờ làm theo phong cách tương đối là hiện đại rồi, cũng có sự cải tiến, nghe nói bộ ba, nhưng không gian đấy anh em xem, không gian hơi chật. Phải nói là Trung Mosai cũng đi quay thì cũng rất là thích chia sẻ cũng như là hỏi anh em về giá cả cũng như là kết nối với chủ nhà vườn. Số điện thoại của anh nhà vườn Lâm Phong nhé, Lê Tùng Lâm, số điện thoại là 0946 434 888 anh em nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm thì đây là số điện thoại của chủ nhà vườn đây. Đây một trong những cây già, không gian chật mà để nhiều tác phẩm này. Đấy, thường thường thì Trung Mosai đi cũng rất đông anh em, nhưng mà hôm nay thì do một số anh em cũng như là bận công việc cũng đã định rủ anh em đi rồi. Thì hôm nay thì các bác cũng như các anh là có công việc chung nên là không lên được, cũng rất là tiếc. Đây là một vườn cây mà anh chủ vườn anh muốn giao lưu tất cả những tác phẩm này đi, dọn chỗ để chuẩn bị xây nhà mới, một cái điểm mới. Chắc có lẽ là đây một khu ẩm thực tương lai rồi,
tác phẩm này thì không để được. Bác nào mà đến nhanh thì chắc chắn là giá cả cũng rất phải chăng thôi. Chắc chắn là bây giờ thì người ta cũng không ngại báo giá, nhưng mà cái giá theo chung bonsai biết được thì nó cũng rất là ok. Đấy, những cây xanh Nam Điền dáng dấp rất đẹp. Đặc biệt là nó già, nhưng mà do đấy không gian nó chặt đây này. Đấy, có những cây mà chúng bonsai chia sẻ, có một đợt chúng bonsai cũng đã lên đây rồi. Đấy, một bộ như anh em nhé. Đấy, thường thường thì mỗi người một gu, nhưng đây anh chủ vườn Lâm Phong đây thì anh chơi đa dạng lắm, chơi cả hoa này. Đặc biệt là những tác phẩm mà đưa từ trong miền trong về cũng tương đối là đẹp rồi. Là anh đã đưa về anh mua giá trị cũng vài trăm đấy, vài trăm triệu, có khi thời đó lên tới cả tỷ bạc. Đấy, một tác phẩm mà túi này. Tác phẩm dưới trực của anh này, bóng nó khoảng độ 2 mét. Cây này trước đó thì nghe nói là một năm trước đó, giá trị của nó thì cũng được anh em gần xa quan tâm đến và cũng đã alo rồi. Không biết là sao cái giá chưa ra được. Đấy, thì anh em xem mà có thể là giao lưu được. Bác nào mà không gian đẹp nhá, ưu tiên không gian rộng. Cái chậu tương đối to này, chắc phải hai người ôm, nhìn thế thôi nhé. Thực ra ruối thì lá này, anh em xem, cây ruối thì lá cũng tương đối là đẹp. Nếu mà khi này mà chung một sai mà lên muộn một chút nữa thì anh dọn vườn thì khả năng là nhìn rõ nét hơn. Thực ra trên cây thì anh em có thể đến tận vườn giờ ngó cũng như là chiêm ngưỡng. Cái cây dưới này nghe nói là khoảng độ 650 triệu. Trước đó chúng một xài cũng đã ghi nhận cây dưới này, là một trong những cây dưới mà anh mua cũng rất là nhiều tiền rồi. Nhưng bây giờ cái giá trị của nó thì chúng một xài cũng không thể biết trước được. Thì thực ra là anh chủ vườn thì anh muốn là bác nào giao lưu mà cả vườn được thì tốt. Thì còn anh em muốn đơn lẻ thì anh em có thể đến vườn cùng chủ nhà vườn đấy, tham khảo này, chiêm ngưỡng cũng như là giao lưu thì nó ok hơn. Với những người mà đi làm phóng sự chúng tôi thì chỉ muốn chia sẻ cũng như kết nối thôi, làm sao mà những cái tác phẩm này đến được với những người mà muốn sở hữu nó mà sau này nó có giá trị cao. Đấy, không gian quá chặt, ôm đá. Đây, cặp nong này nghe nói là thời sốt cũng phải là người bạo chi sở hữu được. Đấy, trước đó thì bên kia thì chúng bonsai cũng đã quay vườn anh Phúc. Đấy, một vài tác phẩm nong thì được rất nhiều anh quan tâm. Tiếp tục đến vườn anh Tùng Lâm này thì phải nói là cũng gặp một cặp nong. Đấy, nhưng do là anh để trong cái khu vực này nó quá nhiều cây, có khả năng là giá trị của nó là không được đưa ra ánh sáng được. Thì hôm nay là cũng chung bonsai cũng nhân dịp đây thì chia sẻ cho anh em nhé. Bác nào mà sẵn có ý định mà có muốn cặp như này thì đây là một đôi luôn, để chăm sóc vào đây mà cứ mai chiếu thủy này. Những cây mai chiếu thủy giá trị của nó là sướng chưa. Những cây mai chiếu thủy. Lúc đầu thì chung bonsai cũng nói rồi, anh chơi đa dạng. Những cây mà anh đưa về đây này, chậu trước anh em nhìn nhá, từ cái chậu đã VIP rồi. Mai chiếu thủy rất nhiều nhá.
Theo thông tin của Trung Môn Sai biết thì vừa rồi có rất nhiều những anh bạn trẻ mới mở vườn cũng đã sưu tầm cho mình rất nhiều những tác phẩm, đặc biệt là vườn cây của Triều Khúc đó, thì có mình anh bạn trẻ 9X cũng đã giao lưu rất nhiều những cây đẹp đấy. Trong đó không thể thiếu được những cây hoa, cây lá, những cây tùng. Đây, chẳng hạn như những cây tùng dáng bay này. Trung Môn Sai đến thì cũng đã gặp mà vượt gian ba cây tùng này, nó có ba cây già đẹp. Hàng tuyển chọn. Nghe nói bộ ba tùng vừa rồi vừa đây này. Đấy, cũng phải chi một số tiền tương đối nhiều đấy, núc sốt. Từ cái chậu này anh em biết này, cái chậu đây cũng đã phải vài triệu rồi. Đấy, cho đến những cây tùng như này, hoàn thiện như này. Để chơi cây thì bây giờ nó luôn luôn đòi hỏi một cái gì đó nó cao. Đấy, có những người mới chơi cây thì bây giờ người ta cũng được tư vấn rất là kỹ rồi. Nên là các bác vào cây thì bây giờ cực kỳ yên tâm. Trung Môn Sai cũng nhắc lại cho anh em gần xa biết là nếu bác nào mà có thực sự quan tâm mà muốn sở hữu cũng như là đầu tư thì đây là một trong những vườn cây mà anh chủ nhà vườn, đặc biệt là anh muốn giao lưu hết luôn cả những tác phẩm này. Vì kỳ tới này thì chắc chắn là không thể để được. Anh Lâm Phong thì anh muốn chia sẻ kết nối. Số điện thoại của anh là 0946 434 888. Đi nhá, kể cả chậu đây này, đôn này. Cốt này rất VIP này. Bây giờ thực ra là có tiền đấy mà chi ấy thì thực ra là rất là dễ và có sự lựa chọn. Đây là một trong những cốt mà Trung Môn Sai đánh giá cũng tương đối cao đấy. Chủ vườn đang dựng. Trung Môn Sai thì cũng đã quay vườn của anh Lâm Phong này một lần rồi, cũng biết là có một cái tác phẩm Mai Chiếu Thủy anh giao lưu 160 triệu nhá, ngay tại thành phố Thanh Hóa này thôi. Chắc nói ra thì anh em cũng không biết người đó là ai đã giao lưu. Nhưng mà thôi thì hôm nay thì Trung Môn Sai cũng lên đây và chia sẻ, giúp gửi tới tất cả anh em nếu mà bác nào mà thực sự quan tâm mà hiểu được những giá trị đích thực của những cái tác phẩm trong vườn của anh đây. Với giá trị của nó thì bây giờ là anh cũng đang muốn giao lưu. Nên là các bác cứ tiện máy đó có thể alo trực tiếp cho anh. Số điện thoại thì Trung Môn Sai cũng đã đọc ở trên rồi. Rất mong anh em nào quan tâm nhé, mà muốn giao lưu nhanh với những tác phẩm trong này thì có thể alo trực tiếp cho anh thì nó tiện hơn. Đối với Trung Môn Sai thì cũng chỉ là người kết nối thôi. Cái giá trị như thế nào thì anh em tự tìm hiểu. Xanh cũng có mà si cũng có nhá. Rồi là các tác phẩm ruối này, hàng VIP cũng có, Mai Chiếu Thủy. Đa dạng một cái vườn cây như này. Anh em nào mà có thể là giao lưu được thì kỳ này rất là dễ. Để mà giao lưu được ấy, những tác phẩm hoàn thiện này. Đấy, đẹp mà hoàn thiện cao thì đòi hỏi về năm tháng cũng như thời gian. Nhưng đây là anh cũng đã sưu tầm về đây tương đối những tác phẩm hoàn thiện rồi. Nam Bắc đều có đủ. Nên là các bác có thể là quan tâm thì có thể là đến trực tiếp vườn giao lưu thì nó ok hơn. Cốt mini nhỏ nhỏ đẹp đẹp. Đấy, đưa ra không gian rộng thì hết ý được. Đây do không gian nó hơi chật. Sướng chưa? Đấy, đưa ra giật lại tương đối đẹp.
Thường thường chơi cây thì mỗi người đều chọn cho mình một cái gu riêng. Đấy, với cái dáng như này thì chúng bonsai biết đấy, rất hợp với một số anh nhà vườn lớn. Cây này một cây phải nói là làm theo phong cách đương đại, rất là hay. Từ một cây trực liên chi thôi mà có thể để biên hóa này. Đấy, cây cảnh này nó khác hẳn luôn. Đấy. Đấy, do không gian nó hơi chật hẹp, chứ còn nếu mà không gian lớn mà đặt cái cây to này nên ra thì chắc là cũng chết tiền. Đấy nha anh em nha. Thì đầu video thì chúng bonsai cũng đã nói rồi. Đấy, cái tác phẩm này thì nó rất là to. Nếu cái chậu không đã hơn 2 mét rồi. Đấy, và cái chậu cũng rất là đẹp. Thứ hai là cây thì nó rất là to. Phải mà 1-2 người ôm cơ. Hai là bông tán đầy đủ rồi. Thì cái nhu cầu thì bây giờ thực chất là nói với anh em là cũng không được phép để trước cửa nhà nữa rồi. Nên là bác nào mà quan tâm cũng muốn dinh em nó về thì thực chất là cơ hội này thì đến với những người chơi thôi. Có thời điểm mà anh lại cũng không muốn giao lưu. Nhưng cái thời điểm này thì cái vườn cây bên trong này thì anh lại muốn giao lưu hết. Cái giá trị thì anh em tự từ alo cũng như chia sẻ trực tiếp với kết nối với trực tiếp với anh chủ nhà vườn sẽ được ok hơn. Thực chất là anh em lên thành phố Thanh Hóa thì đường này thì rất là dễ, đường Nguyễn Phục đây thì rất là dễ thôi. Đấy, anh em vào tận nơi thì anh em có thể là chiêm ngưỡng thì nó kỹ hơn. Thì đây đứng dưới bóng cây thì không gian nó chật, thì đầu bóng thì chúng con trai cũng đã quay bên kia rồi. Trên dưới 200 tác phẩm nhé. Thì đấy là một số tác phẩm anh chưa đưa về nữa. Thì cũng rất mong anh em nào mà thông qua kênh Chung Bonsai muốn sở hữu cho mình một vài tác phẩm ưng ý thì có thể là đây là cái cơ hội lớn. Thì người ta là người ta có nhu cầu thanh lý vườn. Đây nha anh em nhé, tổng không gian vườn cây để cho anh em nhìn này, nó rõ nét hơn. Còn những cây thì Chung Bonsai không thể quay tới được, do là cái không gian này anh em biết rồi, tương đối là chật. Có tiền chi ra vài tỷ sở hữu vườn cây cũng sướng anh em ạ. Cái này thì chắc phải bỏ một cái không gian nó rộng, những tác phẩm mà đưa ra nó phải rộng và thoáng thì anh em mới nhìn được. Chung Bonsai cũng xin được phép dừng video đây này, hẹn tất cả anh em ở video sau nhé. Mọi thông tin cũng như là những tác phẩm mà Chung Bonsai quay thì anh em có thể alo trực tiếp cho chủ nhà vườn số điện thoại này. Thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0946 434 888. Đấy, số điện thoại cũng rất là dễ nhớ này. 0946 434 888. Chủ nhà vườn Lâm Phong, thành phố Thanh Hóa nhé. Thực chất là quý ấy. Mình rất thích những cái dòng tùng này. Thì thực chất là nó lên chậu rất là nhiều năm rồi. Đây có những cái tùng này. Mình có tiền thì mình cũng dinh. Kỳ tới này thì cũng sẽ lên chia sẻ một vài tác phẩm đây. Không gian bây giờ cũng có rồi.
vườn cây cũng có rồi, đặc biệt là bộ ba cái tùng nhỏ, giá trị của nó mình cũng thấy là tuy nhỏ thôi nhưng có võ nhé. Bộ ba cái tùng nhỏ này, vừa nói với ông bạn này là nhỏ nhưng mà có võ. Tại sao vậy? Tùng nó rất là chậm lớn, mà như nói là những cái cây này thì ngày xưa anh mua thì nó đã bày rồi, trên chậu thì nó rất là chậm lớn.